Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức Lòng Lành TV. Nhớ nhấn đăng ký kênh trước khi theo dõi bản tin của chúng tôi các bạn nhé. Trước đó, một kênh YouTube đã đưa tin Phùng Ngọc Huy cho bố mẹ Mai Phương một số tiền lớn trước khi đưa con sang Mỹ, khiến cho cư dân mạng tán đồng. Chúng ta đã bị đánh lừa dễ dàng, không có một số tiền cách xù nào cả. Ngoài số tiền làm quà giúp đỡ cho bố mẹ của Mai Phương, về tình, về lý, đó là điều nên làm. Bởi lẽ Mai Phương đã một mình nuôi con mà không cần sự trợ sức từ ba của bé La Vi. Các bạn nghe tin hãy tỉnh táo để chọn lọc được những kênh tin tức tốt nhất các bạn nhé. Phùng Ngọc Huy cũng đã chính thức lên tiếng về những tin đồn xung quanh mình. Bức xúc khi hình ảnh của con gái Mai Phương bị dùng để xin làm từ thiện. Từng có một mối quan hệ tình cảm và có chung con gái với cố nghệ sĩ Mai Phương sau khi bạn gái cũ qua đời vì ung thư, Phùng Ngọc Huy đã nhận trách nhiệm nuôi dưỡng và chăm sóc bé La Vi. Hiện tại, dưới ảnh hưởng của Covid-19, anh vẫn đang cố gắng hoàn thành thủ tục để mong sớm đưa con gái sang Mỹ chăm sóc, thực hiện đúng di nguyện cuối đời của Mai Phương, mang lại cuộc sống ổn định cho bé La Vi. Mới đây, Phùng Ngọc Huy bức xúc chia sẻ trên trang cá nhân việc mình và bé La Vi đã bị một tài khoản mạng xã hội sử dụng hình ảnh trái phép với mục đích quyên góp và xin từ thiện. Theo Phùng Ngọc Huy chia sẻ, tài khoản này đã giả danh nghĩa của anh để kêu gọi tiền từ thiện. Nam ca sĩ khẳng định, từ khi Mai Phương qua đời và anh nhận trách nhiệm nuôi con, chưa bao giờ anh sử dụng hình ảnh của con để trục lợi. Huy đã không định lên tiếng, nhưng cá nhân này đã ngày càng lúc đi quá xa. Giờ lại còn sử dụng cả hình ảnh của bé La Vi cho mục đích vụ lợi của mình, thì Huy không thể nào im lặng. Tất cả những hình ảnh và clip trên kênh này là tự ý sử dụng mà không có sự đồng ý của Huy. Tất cả các phát ngôn từ cá nhân này là giả mạo. Huy chưa bao giờ kêu gọi hay là gây quỹ, nhận bất kỳ tiền đóng góp nào từ bé. Bé La Vi không có trang fanpage hay là kênh YouTube, Phùng Ngọc Huy cho biết. Tôi sẽ không chấp nhận và để yên cho những người lợi dụng hình ảnh của con gái La Vi để trục lợi. Mong mọi người cẩn thận, đừng để bị gạt. Anh khẳng định. Phùng Ngọc Huy cũng cảm ơn cư dân mạng đã quan tâm và yêu thương con gái mình. Xin hãy giúp cho Huy giữ cho bé La Vi được bình an cần có, cho con một tuổi thơ yên bình. Dưới phần bình luận, cư dân mạng và người thân của Phùng Ngọc Huy đã nhanh chóng tìm ra danh tính của kẻ giả mạo Phùng Ngọc Huy, lập kênh riêng trên YouTube dưới danh nghĩa của nam nghệ sĩ để bán hàng và kêu gọi quyên góp cho bé La Vi. Sau khi bị công kích, tài khoản này đã chủ động gửi lời xin lỗi tới Phùng Ngọc Huy. Tuy nhiên, đính chính là xin phép anh trước đó nhưng chưa nhận được phản hồi. Tài khoản này có viết: thực ra mình cũng đã xin phép anh Huy mà anh Huy không trả lời. Mà nghĩ nói chuyện anh Chiến rồi cho nên anh Huy cũng biết. Thấy anh Chiến không trả lời mình nghĩ anh Huy đồng ý. Một lần nữa xin lỗi. Ít phút sau, tài khoản này đã đổi tên thành fan PNH. Vẫn khẳng định nam diễn viên đã biết đến sự tồn tại của kênh YouTube này. Dù vậy, người hâm mộ vẫn rất bức xúc, khuyên Phùng Ngọc Huy nên mạnh tay xử lý những tài khoản lấy danh nghĩa như thế này để tránh ảnh hưởng tới hình ảnh của con gái. Hiện tại, bài viết đính chính của Phùng Ngọc Huy nhận được rất nhiều lượt chia sẻ từ phía cộng đồng mạng. Được biết, trong thời gian này, anh đang cố gắng hoàn tất các thủ tục để đón con gái sang Mỹ. Để giúp cho bé La Vi tạm thời có một cuộc sống ổn định ở Việt Nam, nam diễn viên đã nhờ bố mẹ ruột chăm sóc cháu cùng với hai cô bảo mẫu bên bé từ nhỏ. Anh cũng đã liên lạc mỗi ngày để hỏi thăm tình hình sức khỏe của con. Hy vọng Mai Phương sẽ phù hộ cho hai bố con sớm đoàn tụ. Chúng tôi sau này sẽ nương nhau mà sống. Là vì may mắn có nhiều người yêu thương nên con sẽ không bao giờ thiếu tình thương. Phùng Ngọc Huy tâm sự. Ngoài ra, theo chia sẻ trước đó, số tiền mà các mạnh thường quân và các nghệ sĩ Việt Nam đã gửi cho con gái của Mai Phương sau khi nữ diễn viên qua đời đã được Ốc Thanh Vân và ca sĩ Trương Bảo Như gửi tiết kiệm để cho bé La Vi có thể sử dụng khi tròn 18 tuổi. Sau khi Mai Phương qua đời, Phùng Ngọc Huy giành được quyền nuôi con gái. Trước đó, nam ca sĩ cho biết mọi người quyên góp và ủng hộ bé La Vi sẽ giao cho Ốc Thanh Vân để thành lập một khoản riêng cho đến lúc con gái tròn 18 tuổi. Hiện tại, anh vẫn đủ khả năng nuôi con, vì vậy xin mọi người hãy dừng lại việc quyên góp. Phùng Ngọc Huy cũng đã gây ra chú ý khi ra mắt ca khúc Nơi Nào Để Thấy Em như một cách anh tưởng nhớ tới nữ diễn viên Mai Phương, khiến cho người hâm mộ không khỏi nghẹn ngào. Được biết, ca khúc do nhạc sĩ Minh Thụy sáng tác với nội dung MV đơn giản. Bài hát được nhiều người cho là nỗi niềm của tình cũ đối với diễn viên Mai Phương. Những phút giây ngày ấy, những dấu yêu còn đây, cớ sao phụt bay tình yêu lỡ thật rồi, vẫn cứ ngỡ em nơi đây, vẫn cứ ngỡ chưa chia tay. Vẫn hay em đang gần bên anh, cố giấu đi niềm nhớ cho qua ngày bơ vơ. Có chăng lầm lỡ vì anh chẳng biết đợi chờ, đến phút cuối em xa đi, nuốt nước mắt khi chia ly. Người đi, giờ mình anh với nỗi nhớ chơi vơi, bao đêm khóc thầm.
Nhiều người cho rằng khi Mai Phương còn sống, tại sao Phùng Ngọc Huy đã không về bên mẹ con của Mai Phương để cho cô chống chọi một mình với căn bệnh ung thư, cùng với là một người mẹ đơn thân, một mình xoay sở với tất cả những khó khăn trong cuộc sống. Giờ đây Mai Phương đã qua đời rồi, Mai Phương sẽ không bao giờ biết được những gì mà Phùng Ngọc Huy làm nữa. Nữ ca sĩ Đan Kim, bạn gái tin đồn của Phùng Ngọc Huy cũng được chú ý về những phát ngôn có liên quan đến sự việc này cũng như mối quan hệ của cô và Phùng Ngọc Huy. Chia sẻ với báo chí, Đan Kim kể về những dự định cùng với Phùng Ngọc Huy trong thời điểm này. Vì giấy tờ của Phùng Ngọc Huy đang gặp trục trặc như cô đã nói trước đó, nên có thể anh sẽ về Việt Nam muộn, nhưng chắc chắn là sẽ về để đón con đoàn tụ với bố. Đan Kim cho biết mình không muốn can thiệp vào chuyện riêng của gia đình anh, song vẫn sẽ nhiệt tình giúp đỡ nếu như có khó khăn. Cô cho hay nếu có thể về Việt Nam trước Phùng Ngọc Huy sẽ thay anh chăm sóc cho bé La Vi. Chuyện đưa bé La Vi sang Mỹ không sớm thì muộn, bé vẫn qua và sống với cha, cô khẳng định. Thời gian qua Phùng Ngọc Huy rất buồn về việc Mai Phương đã mất nên anh cũng không thể chia sẻ nhiều vì mọi người. Đan Kim cũng thường xuyên ở bên cạnh để hỏi han và tâm sự cùng với anh. Khi được hỏi về việc tình cảm của cô dành cho bé La Vi như thế nào, nữ ca sĩ khẳng định rằng cô rất yêu thương trẻ con, không chỉ là riêng bé La Vi hay là bất kỳ em bé nào cũng xứng đáng nhận được yêu thương. Tôi chưa từng ghét bất kỳ một đứa trẻ nào, Đan Kim nói. Chia sẻ với báo chí, Đan Kim cũng cho biết mỗi lần Phùng Ngọc Huy gọi điện về cho bé La Vi, cô đều cảm thấy bé dễ thương và giống bà nội. Khi được hỏi về những ngày ồn ào xung quanh việc bị đồn là bạn gái của Phùng Ngọc Huy và những thị phi xung quanh việc này, Đan Kim khẳng định mình chưa từng chính thức tuyên bố mối quan hệ của hai người, tất cả chỉ là do cư dân mạng đồn đoán dẫn đến những rắc rối xung quanh. Tôi chỉ là người bạn cùng phòng với Phùng Ngọc Huy, còn người mãi ngày yêu thương là Mai Phương. Phùng Ngọc Huy chắc là sẽ không lấy vợ nữa đâu. Vén màn sự thật về mối quan hệ giữa Mai Phương và bố mẹ ruột. Hiện nay, các hình ảnh và video ghi lại những khoảnh khắc cuối đời đầy bi thương của cố diễn viên Mai Phương đang lan truyền khắp các mạng xã hội. Cộng đồng mạng tỏ ra vô cùng bức xúc khi xem đoạn video, có vẻ như Mai Phương đang bị hành hạ về mặt tinh thần trong những giây phút cuối đời. Không ít người đã thắc mắc về mối quan hệ giữa Mai Phương và bố mẹ ruột của mình. Trên thực tế, chúng ta hoàn toàn có thể biết được sự thật về tình cảm giữa bố mẹ Mai Phương và cố diễn viên này. Sinh thời, chính Mai Phương cũng đã từng vài lần tiết lộ về mối quan hệ giữa mình và bố mẹ ruột. Chúng ta đều biết Mai Phương là mẹ đơn thân. Thực tế, bố mẹ của Mai Phương từng rất giận khi Mai Phương quyết định mang thai rồi nuôi con một mình. Mai Phương từng chia sẻ, mẹ tôi phản ứng mạnh quá cho nên tôi sợ. Mẹ muốn tôi phải lựa chọn giữa con cái hay sự nghiệp. Tôi biết mẹ là người nóng tính hơn cả đàn ông, muốn gì phải làm bằng được. Vì vậy, tôi tránh gặp mẹ để tâm trí bình an. Tới khi Mai Phương sinh con, mẹ cô mới dần dần chấp nhận hiện thực rằng mình đã lên chức bà ngoại. Chính nữ diễn viên đã tiết lộ rằng mẹ cô là người thương cháu nhiều nhất. Mai Phương đã chia sẻ, ban ngày mẹ bận túi bụi với công việc ở cửa hàng in quảng cáo, photo, đề can. Tối về mẹ lại trông bé La Vi để tôi đi diễn. Nhiều lúc mẹ làm nhiều việc quá nên kiệt sức và mệt mỏi. Thế nhưng mẹ không chịu nghỉ ngơi, không chịu thuê người làm. Vì ai chăm cháu, mẹ cũng không hài lòng. Bố mẹ của cố diễn viên rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Năm 2019, bố mẹ của Mai Phương đã có mặt ở một hàng ghế khán giả để cổ vũ khi cô diễn catwalk. Nhờ sự cổ vũ của bố mẹ, Mai Phương rất tự tin trong vai trò người mẫu. Mai Phương đã từng chia sẻ rằng, cô rất thương mẹ và cảm thấy bất lực khi bản thân chưa làm gì được cho gia đình. Mai Phương đã qua đời sau 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư. Sự ra đi của nữ diễn viên khiến cho bố mẹ cô vô cùng đau xót. Dù cho sự thật là thế nào đi chăng nữa, chắc chắn rằng không ai muốn làm hại con gái của mình. Ai cũng yêu thương con, hy vọng là Mai Phương đi rồi, công chúng hãy để yên cho gia đình họ, giữ lại những hình ảnh tốt đẹp nhất về cô và gia đình. Cảm ơn các bạn đã cùng lắng nghe bản tin của Lòng Lành TV. Nếu như có góp ý gì, hãy comment ở bên dưới. Hãy thả một tim và comment của mình để chúc Mai Phương yên nghỉ các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.